Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 4, chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ gặp mặt động viên các thành viên đội dự tuyển Olympic quốc tế của tỉnh. Nhiều hợp tác xã mạnh dạn đổi mới, hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trở thành những hạt nhân nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể. Nghiên cứu, tái hiện, làm sống động những không gian lịch sử của di tích, công việc đặc biệt gìn giữ phần hồn cho di sản Huế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức lễ công bố xã Quảng Thọ đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đến dự và chung vui với chính quyền và nhân dân địa phương. Sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quảng Thọ đã huy động nguồn lực trên 156 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 81 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành đã thay đổi căn bản diện mạo của xã, đời sống của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đến nay đạt 32 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, hơn 86% hộ đạt gia đình và 8 thôn đạt văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được ổn định. Trao bằng công nhận và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã cùng nhau nỗ lực chung tay xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả tích cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới không phải là điểm kết thúc mà đó chỉ mới là điểm khởi đầu. Do vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thọ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng chung tay góp sức xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương để hướng đến xã nông thôn mới nâng cao. Nhằm động viên khích lệ các em học sinh giỏi trong đội dự tuyển Olympic quốc tế của tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các thành viên trong đội tuyển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ dự buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương và chúc mừng đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh đã đạt được những thành tích rất cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2019. Trong đó, nhiều em đã vào danh sách 10 học sinh xuất sắc nhất trong mỗi bộ môn như Lê Công Minh Hiếu, Tổng Phương Thanh An, Vật lý, Hồ Việt Đức, Sinh học, Hoàng Huy Tú, Hóa học. Đặc biệt, em Lê Công Minh Hiếu, học sinh lớp 11, đã xuất sắc vào đội tuyển Olympic vật lý dự thi châu Á Thái Bình Dương tại Australia vào tháng 5 năm 2019. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng những thành tích mà các em đạt được là kết quả cho quá trình rèn luyện, học tập không ngừng nghỉ của các em. Để có được thành công này, cũng không thể không kể đến công lao của Hội đồng Bồi dưỡng của trường đã nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước để cập nhật kiến thức, hướng dẫn kỹ năng làm bài cho các em. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình, thầy cô mà còn làm rạng danh trí tuệ và tô thắm thêm truyền thống của vùng đất Thừa Thiên Huế, văn hiến và hiếu học. Đối với những em nằm trong đội dự tuyển Olympic quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh, nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi về cả vật chất lẫn tinh thần cho các thành viên đội tuyển học tập, giúp các em phân bổ thời gian hợp lý để bổ sung kiến thức ở một số môn trọng tâm để tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong những kỳ thi sắp tới. Chiều nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao cho học sinh giai đoạn 2019-2021. Cùng tham dự và chứng kiến lễ ký kết có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung. Mục tiêu hướng đến của việc ký kết là đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và thể thao nhằm tạo sự phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, thể chất cho học sinh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Theo đó, một số nội dung mà hai bên sẽ phối hợp tăng cường trong giai đoạn này là đưa di sản nghệ thuật ca Huế vào trường học, tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại các bảo tàng, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm sáng tác trong lĩnh vực hội họa và điêu khắc, nhằm khơi dậy niềm đam mê, thói quen đọc sách, cũng như tinh thần tự học tập, nghiên cứu. Sắp tới, Thư viện Tổng hợp tỉnh sẽ cấp thẻ cho học sinh tại đơn vị hoặc cấp thẻ cho các trường đăng ký, tổ chức tuần lễ đọc sách miễn phí tại thư viện và thông qua hình thức mới là phục vụ lưu động ngay tại các trường học. Nhiều hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục về đạo đức lối sống trong gia đình cùng một số nội dung liên quan đến công tác giáo dục thể chất trong trường học. Các hoạt động thể thao trường học và các hoạt động thể thao của tỉnh cũng là nội dung ký kết giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ, điều tra thành phần loài và đề xuất mô hình phát triển cây sa nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu. Đề tài do Trường Đại học Y Dược Đại học Huế chủ trì thực hiện. Đề tài được triển khai tại địa bàn hai huyện A Lưới và Nam Đồng trong thời gian từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018. Qua điều tra, thu thập mẫu, kết hợp với tham khảo tài liệu công bố về sự hiện diện của các loài thuộc di sa nhân trên địa bàn tỉnh,
đề tài nghiên cứu đã xác định được 10 loài với thành phần khá đa dạng, chiếm tỷ lệ trên 47% so với tổng số loài sa nhân tìm thấy tại Việt Nam. Tất cả các loài chi sa nhân đều có khả năng cho tinh dầu. Trong đó, nhóm cây dùng làm thuốc 5 loài chiếm 50%, nhóm cây dùng làm gia vị 3 loài chiếm 30%. Nghiên cứu đã xác định được điều kiện tự nhiên thích hợp cho sự phát triển của cây sa nhân, đặc điểm địa lý, hình thái cây sa nhân mọc tự nhiên ở A Lưới và khả năng tái sinh, xác định thời gian thu hoạch thích hợp, kỹ thuật chế biến truyền thống của địa phương và tiềm năng tiêu thụ hạt sa nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài đã xác định được hằng số lý hóa và thành phần hóa học của tinh dầu hạt sa nhân thu tại huyện A Lưới, cũng như đề xuất thí điểm mô hình trồng sa nhân trên địa bàn này. Hội đồng nghiệm thu đề tài đã đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài trong việc ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật, cũng như phương thức tối ưu để có thể quy hoạch về việc trồng thu hái. Qua đó sẽ góp phần cải thiện nền kinh tế địa phương thông qua việc cung cấp nguyên liệu cho các công ty dược phẩm trong nước và xuất khẩu. Thưa quý vị, cùng với các thành phần kinh tế khác, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã và đang khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của mình, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung và của mỗi địa phương. Hòa vào sự phát triển của phong trào kinh tế tập thể Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, kinh tế hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhiều năm trở lại đây, có không ít hợp tác xã đã mạnh dạn đổi mới để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân kỷ niệm ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4, mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được của thành phần kinh tế này qua phóng sự sau. Hợp tác xã Sung Long thành phố Huế được bình chọn là một trong số 100 hợp tác xã điển hình năm 2018 của cả nước về phong trào kinh tế tập thể. Từ một đơn vị chỉ sản xuất hàng mộc, đến năm 1995, do nguồn gỗ nguyên liệu ngày một cạn kiệt, hợp tác xã đã nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực khai thác mỏ đá và ngành nghề kinh doanh khác như vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình thủy lợi. Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, từ năm 2010 đến nay, hợp tác xã đã đầu tư trên 50 tỷ đồng cho việc đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần đảm bảo an toàn lao động. Làm đây thì nói chung là đời sống càng ngày càng đơn vị càng phát triển, nhưng đồng lương của công nhân là tháng là rất ổn định, 6 đến 7 triệu. Các cái chế độ bảo hiểm xã hội, y tế đồ hợp tác có đầy đủ, và lễ lược cuối năm thì có các cái chế độ thưởng đạt cho đời sống công nhân, nói chung tạm thời rất ổn định cho công nhân. Đặc biệt, hợp tác xã đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ kỹ sư, kế toán có trình độ chuyên môn, trang bị hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo bắt nhịp kịp với công nghệ 4.0. Nhờ vậy, doanh thu hàng năm đạt từ 60 đến 80 tỷ đồng, thu nhập người lao động từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Thực hiện theo chỉ thị của tỉnh công nghệ 4.0, thì chúng tôi làm là thấy là kết nối vấn đề quản lý từ đầu ra cho đến là quá như về tại dự số 2 vận xuống đó, thì chúng tôi quản lý là rất là dễ dàng, thuận tiện, và là chúng tôi sẽ mới làm trong quý 1 này, và chúng tôi thấy là rất hiệu quả. Qua mô hình là kinh tế tập thể thì hiện nay là chúng tôi là anh em có góp vốn là bây giờ rất phấn khởi, ngày càng đi lên, coi như là có chia lại nhuận hàng năm đều đặn. Đến nay trên địa bàn tỉnh hiện có 257 hợp tác xã, trong đó có 182 hợp tác xã nông nghiệp, số còn lại là hợp tác xã hoạt động ở các ngành nghề khác. Nhìn chung, kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, phát triển và có sự đổi mới về nội dung hoạt động, mô hình tổ chức phù hợp với luật hợp tác xã năm 2012, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế và ổn định xã hội của địa phương thông qua việc hình thành các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Thông qua tổ chức và hoạt động của mình, các hợp tác xã đã huy động có hiệu quả nguồn lực của xã hội để mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn mới. Một đơn vị hợp tác xã là theo luật là đơn vị sản xuất kinh doanh, thì chúng tôi đầu tư với cái trang trại chăn nuôi lợn với công ty CP. Thì đến nay thì chúng tôi đã chăn nuôi và thu được là 5 lứa. Trong cái năm kỷ hợi này thì chúng tôi vừa xúc xong một lứa, thì bình quân một lứa của chúng tôi là 1.000 con, thì thu nhập từ 350 đến 400 triệu, và trừ chi phí trả công quản lý và trả công cho lao động và sửa chữa như thế thì chúng tôi còn lại khoảng 180 triệu là lại. Hiệu quả kinh tế về sau khi mà coi như là chuyển đổi theo luật á, thì hàng năm là coi như là đối với đơn vị tập thể Thủy Phú á, đã có những cái khởi sắc
Thứ nhất là coi như là cái phần mà về sản xuất kinh doanh á là lại là hàng năm là coi như là cao hơn năm trước. Thường là đơn vị chúng tôi là coi như là lại là hàng năm là khoảng từ 500 đến 550 triệu trên một năm. Điều đó cũng chứng tỏ rằng là hợp xã cũng là xác định là coi như là bà đỡ là cho là các là thành viên. Đặc biệt là chúng tôi sẽ quan tâm về cái phần là coi như là trên công tác lĩnh vực là nông nghiệp. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi có luật hợp tác xã 2012 đến nay, hoạt động của hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực sự có tác dụng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo ra mối liên kết hợp tác giữa các hộ thành viên trong hợp tác xã và giữa thành viên với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa khác, nâng cao gia tăng sản lượng hàng hóa nông lâm thủy sản, lương thực. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động tại địa phương, cũng như đóng góp quan trọng vào lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Nhằm góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch cộng đồng, đa dạng các sản phẩm du lịch chung của tỉnh, Sở Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực về nghiệp vụ du lịch cho người dân địa phương. 40 học viên là những người dân đang và sẽ tham gia các hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, sinh thái tại thị xã Hương Thủy tham gia khóa tập huấn này. Trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu một số kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch cộng đồng, quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương, được tập huấn về kỹ năng thực hiện dịch vụ lưu trú du lịch tại nhà dân, đặc biệt là vai trò của các hướng dẫn viên du lịch bản địa, kỹ năng chế biến món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua tập huấn nhằm từng bước tăng chất lượng phục vụ, sự hài lòng của du khách và nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch cộng đồng mới, góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch chung của tỉnh, tăng lượng khách và thời gian lưu trú. Thưa quý vị, nằm trong số các điểm du lịch nổi tiếng được du khách trong nước và quốc tế lựa chọn, sức hấp dẫn lớn của Huế là vẫn bảo tồn được chân dung của một kinh đô xưa. Cố đô Huế là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố con người, kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu rất nghiêm ngặt phải bảo vệ giá trị di sản vật chất song hành cùng với việc bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần. Và trong trách nhiệm nặng nề đó, nghiên cứu tái hiện làm sống động những không gian lịch sử của kiến trúc, hay nói cách khác là tạo dựng phần hồn cho di sản là công việc rất đặc biệt được đơn vị quản lý quần thể di tích cố đô Huế rất chú trọng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau khi hoàn thành trùng tu cuối năm 2018, Điện Thọ Ninh, nguyên là nơi ở của thân mẫu một số vị vua giai đoạn của triều Nguyễn, đã mở cửa đón du khách vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Cùng với công tác trùng tu, trả lại dáng vẻ của cung điện xưa dựa trên các nguồn tư liệu còn lưu giữ, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đơn vị trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đã nghiên cứu, tái hiện cảnh sinh hoạt trong cung của các vị hoàng thái hậu, đưa nhiều vật dụng sinh hoạt của các bà ở nội cung ra trưng bày, cùng nhiều thông tin thú vị được kết hợp với các hình thức diễn giải khác nhau. Tất cả đem đến cho du khách sự thú vị cùng cảm nhận gần gũi hơn, cụ thể hơn về một góc đời thường của các bà trong cung huyện. Hàng năm mình cũng đến thăm Đại Hà Nội, thì năm nay thì thấy cái gian trưng bày chỗ này là rất mới mẻ, là tái hiện lại cái sinh hoạt hàng ngày của các bà phi tăng ở đây. Thì tạo cho mình cái cảm giác mới mẻ hơn, mình thích thú tham quan hơn. Để mà có một cái cuộc triển lãm được đưa ra để đến với công chúng ấy, thì chúng tôi cũng đã phải dựa vào những cái cứ liệu lịch sử khoa học để có thể tự tin trong cái việc cung cấp thông tin đến với du khách. Cho nên là trước hết phải bắt đầu từ cái khâu công tác tư liệu cũng như là nghiên cứu điền giã, tập hợp cả những cái thông tin từ các nhân chứng lịch sử hoặc là dựa trên các cái nghiên cứu về hiện vật cụ thể cũng như là hiện vật khảo cổ. Sức hấp dẫn của một di tích sau khi được trùng tu không chỉ bởi lỗi kiến trúc mà còn chính là nhờ việc tái hiện không gian lịch sử mà nó vốn có hay đã từng có. Chính vì lẽ đó mà những năm qua, song hành cùng công tác trùng tu, bảo tồn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng rất chú trọng việc tạo dựng không gian lịch sử, tạo dựng phần hồn cho các di tích một cách chân thực, sống động. Song song với việc trùng tu di tích, phục hồi các công trình kiến trúc, thì một trong những cái yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý bảo tồn cũng như là phát huy giá trị di tích, làm thế nào để cho các cái di tích trở nên sống động và trả lại những cái phần hồn của di tích. Thì do vậy, do nhiều năm qua thì trung tâm đã tập trung nhiều nguồn lực, sức người sức của, tập trung nghiên cứu định hướng
các cái chiến lược về bảo tồn lại các cái không gian nguyên thủy, trong đó có hai cái loại không gian chủ yếu, đó là không gian diễn xướng nguyên thủy và không gian trưng bày. Ngoài Điện Thọ Ninh và Thái Bình Lâu, việc tái dựng không gian lịch sử bằng cách đưa các hiện vật gốc, hiện vật được phục chế hay phiên bản để trưng bày, phục dựng còn được tiến hành tại một số di tích khác. Năm 2013 đánh dấu nhiều đổi mới trong việc tạo dựng không gian lịch sử tại quần thể di tích cố đô Huế, khi đưa các loại hình diễn xướng, trình tấu phù hợp với từng không gian kiến trúc trở thành sản phẩm trình diễn hàng ngày. Sự đổi mới này không chỉ xuất phát từ mục đích tăng phần hấp dẫn với du khách, mà quan trọng hơn là hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản đúng với không gian diễn xướng nguyên thủy của nó. Phải nói từ khi là nhà cung đình Huế được UNESCO công nhận cho đến nay, thì phải nói là anh chị em nghệ sĩ trong nhà hát đã cố gắng sưu tầm phục dựng các cái bài bản nhã nhạc cũng như là múa cung đình và tuồng cung đình, và được cái sự chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm thì chúng tôi cũng đã đưa ra một cái số cái hình ảnh diễn xướng để biểu diễn trong các cái địa điểm ở trong di tích để phục vụ khách du lịch. Không chỉ tập trung ở khu vực Đà Nội, các hoạt động diễn xướng này còn được mở rộng ở một số địa điểm lăng tẩm. Cũng đã từng nghe ca Huế khi đến Việt Nam, nhưng việc thưởng thức loại hình nghệ thuật này trong không gian thơ mộng của Sung Khiêm Tạ, lăng vua Từ Đức đem đến cho bà Colin Paul những trải nghiệm thật khó quên. Đến Việt Nam, tôi rất ấn tượng khi được nghe nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Tôi cũng đã được nghe ca Huế qua radio, nhưng thật thú vị khi được thưởng thức tại không gian đặc biệt này. Phong cảnh thật là đẹp và tôi nghĩ rằng đây là một sản phẩm du lịch thật hoàn hảo. Từ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trở thành những sản phẩm du lịch hoàn hảo, sức hấp dẫn của di sản Huế qua số liệu tăng trưởng về lượng du khách và doanh thu từng năm đã khẳng định điều này. Kết quả đó đồng thời cũng khẳng định những nỗ lực của đơn vị trong việc tìm hướng đi phù hợp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Thưa quý vị, từ nguồn tin báo của nhân dân về phát hiện thấy bom, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có mặt tại nhà ông Hoàng Công Thành ở thôn Quảng Hợp, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tổ chức tháo gỡ và xử lý an toàn một quả bom phá nặng 500 kg. Trước đó, trong khi đào mỏng chuẩn bị làm nhà, gia đình ông Hoàng Công Thành đã phát hiện thấy một quả bom và đã kịp thời báo về Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhờ lực lượng về xử lý. Tại hiện trường, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức ra và phát hiện quả bom nằm sâu dưới lòng đất khoảng gần 1,5 mét. Bom có chiều dài gần 2 mét, đường kính 40 cm. Mặt ngoài quả bom đã bị phân rỉ, tuy nhiên ngòi nổ vẫn còn nguyên vẹn. Lực lượng công binh đã dùng các biện pháp nghiệp vụ đào bới và đưa quả bom lên khỏi mặt đất an toàn, đồng thời tổ chức lực lượng vận chuyển quả bom đến vị trí chờ huy nổ. Được biết, quả bom trên là loại bom phá 1.000 bảng Anh, tương đương trọng lượng 500 kg. Đây là loại bom hết sức nguy hiểm, với sức công phá lớn và bằng kính sát thương cao, do quân đội Mỹ ném xuống địa phương thời chiến tranh. Sau khi thu gom, quả bom đã được lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định bảo nổ và tổ chức kích nổ đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, sau hơn một tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới đã dần quen với nếp sống, nếp sinh hoạt của người lính. Những trải nghiệm trong quân ngũ tuy còn mới mẻ nhưng đã giúp các chiến sĩ trưởng thành hơn từ những hành động, việc làm nhỏ nhất. Phóng sự ghi nhận về công tác huấn luyện chiến sĩ mới của phóng viên truyền hình quân đội tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạm xa quê hương, xa cuộc sống gia đình, hay ở giảng đường đại học theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, 180 thanh niên thuộc công an tỉnh Thừa Thiên Huế về đây cùng chung sống với nhau trong một gia đình lớn, gia đình quân đội. Đối với những chiến sĩ mới, cái gì cũng ngỡ ngàng là lầm. Lúc đầu tôi cũng không hiểu tại sao mỗi sáng thức dậy chúng tôi lại phải xếp nội vụ một cách đẹp, vuông góc đến từng mm. Rồi sau này tôi mới nhận ra rằng việc gấp nội vụ là một vấn đề, một nhiệm vụ, một chế độ sáng chúng tôi phải làm, nó rất quan trọng đối với những người chiến sĩ mới như chúng tôi, để nó thể hiện cho chúng tôi một cái tỉ mỉ trong công việc, cái cẩn thận trong mọi nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, trung đoàn đã chú trọng làm tốt việc quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Mọi hoạt động của bộ đội luôn được cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy, kiểm tra đôn đốc.
Cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, trên tinh thần lấy tình thương, trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo và đề cao việc giáo dục bộ đội thông qua những việc làm cụ thể đã giúp cho quá trình huấn luyện trở nên dễ dàng hơn. Khi bắt đầu vào môi trường quân đội thì thật sự là rất là bỡ ngỡ với môi trường mới, con người mới và những điều mới lạ, từ việc sắp xếp nội vụ hay tác phong phải nhanh chóng, chính xác và tốt, chấp hành theo đúng kỷ luật nề nếp của quân đội. Nhưng sau một thời gian học hỏi và rèn luyện thì tác phong đã nhanh hơn, chấp hành đúng kỷ luật mà ngày càng tỉ mỉ, giúp con người ngày càng trưởng thành. Lúc mới vào thì con bỡ ngỡ, nhớ nha, và cảm thấy lo lắng vì quá trình học tập thì cường độ học tập cao. Sau quá trình công tác tại đơn vị thì tôi rèn luyện được cái tác phong, nếp sống và thể lực để phục vụ, để tiền đóng quá trình phục vụ và hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị. Sau hơn một tháng học tập và huấn luyện, chiến sĩ mới có những thay đổi từ nhận thức đến hành động, hình thành tác phong và bản lĩnh của quân đội. Với những kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới và hơn hết là bằng tất cả tình thương và trách nhiệm, các cán bộ giúp các chiến sĩ sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường, kỷ luật của quân đội, tiếp thu, nắm vững kiến thức chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với mỗi đồng chí chiến sĩ mới, khi bước vào môi trường quân ngũ đều phải thực hiện 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần. Những cái chế độ có thể xem là đơn giản nhưng ở bên ngoài các đồng chí có thể không thực hiện, như một buổi sáng thức dậy không phải gấp chăn màn, nhưng vào môi trường quân đội các đồng chí đều phải thực hiện để đảm bảo nội vụ vệ sinh gọn gàng sạch sẽ. Hay như ở ngoài các đồng chí có thể đi học một mình, nhưng vào môi trường quân đội đều phải theo đội hình quân ngũ chỉnh tề, nghiêm túc khi lên chủ lớp. Có thể nói, chính nhờ sự chủ động ngay từ những ngày đầu triển khai công tác huấn luyện, cùng với tinh thần nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, chiến sĩ, nên Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Tin thể thao, lễ khai mạc giải bóng rổ học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 3 năm 2019 vừa được khai mạc tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh. Đây là sân chơi được tổ chức thường niên dành cho học sinh yêu thích bộ môn thể thao này. Tham dự giải năm nay có gần 100 vận động viên đến từ 6 đơn vị, gồm câu lạc bộ bóng rổ các trường trung học cơ sở Thống Nhất, Phan Rô Năm, Trần Cao Vân, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Du và câu lạc bộ bóng rổ Thanh Thiếu Nhi. Các đội bóng chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội bóng xếp nhất nhì mỗi bảng sẽ tiến vào thi đấu bán kết và chung kết. Bên cạnh tạo sân chơi lành mạnh, giúp hoạt động phong trào tập luyện trong lứa tuổi học sinh, giải đấu còn là dịp để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó nâng cao thành tích tại các hội thao học đường trong tương lai. Giải dự kiến kết thúc vào ngày 12 tháng 4. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.